À, cô Dung xin chào tất cả các bạn nhỏ của cô Dung nè. Cô Dung rất vui vì được gặp các bạn trong buổi học hôm nay. Hôm nay cô Dung sẽ hướng dẫn các con một lĩnh vực, đó chính là lĩnh vực làm quen với toán. Trước khi vào bài, các con hãy cùng cô Dung chơi một trò chơi. À, hãy chơi trò tìm số. Nhìn xung quanh nhé bé, đi tìm số một. Một. Ôn nhìn xem nó có giống chiếc bút màu. Bút màu squeak squeak, bút màu squeak squeak, đó chính là số một. Mình nhìn xung quanh nhé bé, đi tìm số hai nào. Hai. Ôn nhìn xem nó có giống như chú vịt. Chú vịt quạc quạc, chú vịt quạc quạc, đó chính là số hai này. Giờ hãy đi tìm số ba và bốn. Mình nhìn xung quanh nhé bé, đi tìm số ba nào. Ba. Ôn nhìn xem nó có giống như chú bướm này. Số ba này. Mình nhìn xung quanh nhé bé, đi tìm số bốn nào. Bốn. Ô nhìn xem nó có giống như cánh buồm. Cánh buồm thật đẹp, cánh buồm thật đẹp, nó chính là số bốn này. Còn số năm và sáu thì sao? Mình nhìn xung quanh nhé bé, đi tìm số năm nào. Năm. Ô nhìn xem nó có giống như chú cá ngựa. Cá ngựa bơi bơi, cá ngựa bơi bơi, nó chính là số năm này. Mình nhìn xung quanh nhé bé, đi tìm số sau nào. Sáu. Ô nhìn xem nó có giống như chiếc còi. Pip 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 pip, nó chính là số sau này. Các con ơi, mình vừa chơi trò chơi tìm số, đó là những con số mà các cô đã dạy cho mình rồi nè. Hôm nay cô Dung sẽ cho bé làm quen với toán qua các con số. Các con hãy lật ra trang số 4. Các con sẽ đếm trong phạm vi 4. À, bây giờ các con hãy nhìn lên màn hình và xem cái gì xuất hiện nè. À, đó là hình cây dù nè. Bây giờ các con hãy đếm số dù cùng với cô Dung nha. Cô Dung có một cây dù, có tất cả là một cây dù tương ứng với số 1. Cô có hình những quả banh nè. Bây giờ các con đếm số banh cùng với cô nha. Cô Dung có một quả banh, 2, 3, có tất cả là 3 quả banh tương ứng với chữ số 3. Và các con hãy nhìn xem hình gì xuất hiện nữa nè. Đó là những chiếc xe. Bây giờ các con hãy đếm số xe cùng với cô Dung nhé. À, cô Dung có một xe, hai xe, ba xe, bốn xe, có tất cả là bốn xe tương ứng với chữ số 4. À, và bây giờ các con hãy nhìn lên hình gì xuất hiện, đó là những chiếc nón kết thật đẹp. Các con hãy dùng ngón tay của mình để đếm số nón cùng với cô Dung nha. Cô Dung có một nón, hai nón, ba nón, bốn nón, có tất cả là bốn nón tương ứng với chữ số 4. Và tiếp theo, hình gì xuất hiện nữa nè. Đó chính là những chiếc nón thật xinh đẹp. Các con hãy dùng ngón tay của mình để đếm số nón cùng với cô Dung nhé các con. Cô Dung có một nón nè, hai nón, có tất cả là hai nón tương ứng với chữ số 2. Các con hãy nhìn xem hình gì nữa nè. Đó là những cô búp bê xinh đẹp. Các con hãy dùng ngón tay của mình đếm số búp bê cùng với cô Dung nha. Cô có một búp bê, hai búp bê, ba búp bê, có tất cả là ba búp bê tương ứng với chữ số 3. Và tiếp theo, trò chơi các con hãy tô màu vàng nhóm đồ vật đồ chơi có số lượng là 3. Bây giờ các con hãy thực hiện đi, xem kết quả của con có giống kết quả của cô không.
Và đây là những đồ vật, đồ chơi có số lượng 3, đó chính là banh và búp bê. Và trò chơi tiếp theo con hãy tô màu xanh, nhóm đồ vật, đồ chơi có số lượng là 4. Bây giờ các con hãy thực hiện đi, xem kết quả của con có giống của cô không. Và đây là kết quả của cô, nhóm xe có số lượng 4 và nhóm nón kết có số lượng 4, cô đã tô màu xanh. Và ở trò chơi tiếp theo các con hãy nói nhóm đồ vật, đồ chơi có số lượng phù hợp với lại chữ số. Và các con hãy nhìn lên màn hình và nghe hướng dẫn của cô. Cô trong trước màn hình con, cô có dạy chữ số, các con hãy đọc dạy chữ số cùng với cô nha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10. Cô có nhóm 3 bạn búp bê. Các con hãy nhìn lên, nhóm này chính là nhóm 3 bạn búp bê tương ứng với chữ số 3. Cô Dung sẽ nói lại ngay chữ số 3. Và các bài tập còn lại con hãy thực hiện đi nào, xem kết quả của con có giống của cô. Và đây là kết quả của cô, nhóm dù có số lượng 1, cô nói là số 1. Xe có số lượng 4, cô nói là số 4. Và banh có số lượng 3, cô nói là chữ số 3. Nhóm nón kết có số lượng 4, cô nói là số 4. Nón kiểu thì có số lượng 2, cô sẽ nói lại ngay số 2. Kết quả của các con có giống của cô không? Trò chơi tiếp theo là các con hãy so sánh số lượng trong phạm vi 4. Bây giờ các con hãy nhìn lên màn hình và so sánh số lượng trong phạm vi 4 cùng với cô nha các con. Trước tiên các con hãy nhìn lên hình gì xuất hiện nè, đó là hình cây dù. Bây giờ các con hãy đếm số dù cùng với cô Dung nha. Cô Dung có một cây dù, có tất cả là một cây dù tương ứng với lại chữ số 1. Ngoài hình dù hình gì đây con? Đó là nón. Các con hãy đếm số nón cùng với cô Dung nha. Đặt tay lên và cùng đếm nha. Cô Dung có một cái nón, có tất cả là một cái nón tương ứng với lại chữ số 1. Hình gì nữa nè con? Đó chính là hình búp bê. Bây giờ các con hãy dùng ngón tay của mình đếm số búp bê cùng với cô Dung nha. Cô Dung có một búp bê, hai búp bê, có tất cả là hai búp bê tương ứng với lại chữ số 2. Hình búp bê còn hình gì nữa con? Đó chính là hình banh. Bây giờ các con hãy dùng ngón tay của mình đếm số banh cùng với cô Dung nè. Cô Dung có một quả banh, hai quả banh, ba, bốn và có tất cả là bốn quả banh tương ứng với lại chữ số 4. Ngoài ra cô còn có hình gì? Hình chiếc nón xinh đẹp. Bây giờ các con hãy dùng ngón tay của mình đếm số nón cùng với cô Dung nè. Đặt ngón tay lên nha. Một nón, hai nón, ba nón, có tất cả là ba nón tương ứng với lại chữ số 3. Và tiếp theo cô có hình chiếc xe.
À, bây giờ các con hãy dùng ngón tay của mình đếm số xe cùng với cô Dung nè. Cô có một xe. Hai, có tất cả là hai xe tương ứng với lại chữ số 2. À, tiếp theo hình gì nữa nè con? À, đó chính là những viên bi thật xinh đẹp. Và bây giờ các con hãy đếm số viên bi cùng với cô Dung nha các con. Cô Dung có một viên bi, hai viên bi, ba viên bi, có tất cả là ba viên bi tương ứng với lại chữ số 3. À, bây giờ các con hãy đếm số bong bóng cùng với cô Dung nha. Cô có một bong bóng, hai, ba, bốn, có tất cả là bốn bong bóng tương ứng với chữ số 4. À, ở trò chơi này các con hãy tô cùng màu các nhóm đồ vật đồ chơi có cùng số lượng. Ví dụ cô có nhóm dù và nhóm nón, số lượng 1 cô sẽ tô màu vàng. Bây giờ các bài tập còn lại con hãy thực hiện đi, xem kết quả của con có giống của cô không. Và đây là kết quả của cô Dung. À, nhóm nón có số lượng 1, cô tô màu vàng và dù cô cũng tô màu vàng. Nhóm 2, búp bê và xe cô tô màu hồng. Nón và bi có số lượng 3, cô tô màu đỏ. Và banh và bóng có số lượng 4, cô tô màu xanh. Trò chơi tiếp theo đó chính là nói nhóm đồ vật đồ chơi có số lượng phù hợp với chữ số. À, ở trò chơi này có một dãy chữ số, các con hãy đặt ngón tay lên và cùng đếm với cô Dung. Số đầu tiên đó chính là số 1 đó các con, tiếp theo số 2, số 3 và số 4. À, bây giờ các con hãy nói nhóm đồ vật đồ chơi có số lượng phù hợp với chữ số. À, xem kết quả của con có giống kết quả của cô không. À, các con hãy thực hiện đi nào. Và đây là kết quả của cô. Nhóm nón có số lượng 1, cô nói lại số lượng 1. À, và nhóm dù có số lượng 1, cô nói lại số 1. À, búp bê số lượng 2, cô nói lại số 2. Banh có số lượng 4, nói lại số 4. Và nón có số lượng 3, cô nói lại chữ số 3. Xe có số lượng 2, cô nói lại số 2. Bi có số lượng 3, nói lại số 3. Và bóng có số lượng 4, cô nói lại số 4. À, đây là kết quả của cô. À, kết quả của các con có giống như kết quả của cô không? Và ở trò chơi tiếp theo, các con hãy tô màu chữ số 1, 2, 3, 4 theo khả năng và ý thích của các. Bây giờ các con hãy đếm số cùng với cô Dung nha. Số 1, số 2, số 3, số 4. Số 1, số 2, số 3 và số 4. Bây giờ các con hãy viết theo khả năng và ý thích của mình đi nào. Bây giờ các con hãy cùng nhìn lên xem cô viết nha các con. Khi viết các con nhớ viết bằng tay phải, tay trái dịnh giấy, đừng tì ngực vào bàn, lưng thẳng, đầu hơi cúi, viết từ từ cẩn thận nha các con. À, cô viết từ từ và cẩn thận nè, từng nét một nha các con. À, thế là cô đã viết xong rồi nè. À, dạy chữ số. À, các con ơi, thế là hôm nay cô đã hướng dẫn các con làm quen
Với con qua các con số ở trang số 4 và số 5. Bây giờ các con hãy thực hiện đi nào. Hãy lấy quyển vở ra và thực hiện nhé các con. Các con nhớ khi thực hiện, các con phải giữ vở của mình luôn sạch đẹp. Khi học xong màu bút chì gom tập các con để đúng nơi quy định. Ngoài ra đừng bôi xó vào tập quá nhiều hoặc là gom sẽ làm tập không đẹp. Ngoài ra khi chơi các đồ chơi, các con biết sắp xếp gọn gàng ngay ngắn. Khi chơi với em, các con cũng phải biết nhường nhịn em, chia sẻ đồ chơi với bạn, đừng tranh giành đồ chơi. Cô xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học sau. Cô chúc các bạn có một ngày học vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Cô chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học sau.